Hello, xin chào các bạn nha. Mình có mặt tại một cái khu vườn trồng rất là nhiều cái loại cây. Và bây giờ mình sẽ đi review và quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình xin giới thiệu các bạn về cái cây đậu rồng nha. Nè, quý các bạn ơi. Đó. Phía trước mình là cây đậu rồng các bạn. Trồng người ta trồng một vàng luôn. Rồi bây giờ mình có dịp đi ngang qua cái cánh đồng này và mình quay cái vườn củ chuối và vườn củ bình tinh cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ quay vài cái vườn đậu rồng cho các bạn xem nha. Đây các bạn. Đây là cái đậu rồng các bạn ơi. Đó, mình chui vô nè. Đó, mặc dù trưa rất là nắng nhưng mình cố gắng mình quay cho các bạn xem nha. Đó, trong đó là nhà người ta các bạn. Đây các bạn. Đó là cái cây đậu rồng nè các bạn. Mình rất là thích ăn đậu rồng luôn. Nên mình có dịp mình đi ngang qua đây mình sẵn mình quay cho các bạn xem luôn nha. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Mình có động lực mình làm những video tiếp theo cho các bạn xem nha. Đó, mình chui vô cái trong cái vườn luôn nè. Đó, thấy không? Chưa rất là nắng luôn các bạn. Bây giờ là khoảng 1 giờ mấy các bạn ơi. Chưa rất là nắng luôn. Rất là nắng luôn các bạn. Đó, cái này là cái khu vườn đậu rồng. Nhưng mà rất tiếc là cái vườn đậu rồng này rất là tốt luôn. Nhưng mà nó chưa có bông các bạn ơi. Mới ra lá và dây rất là nhiều luôn. Nhưng mà chưa có trái. Đó, mình không phải là quay cái trái cho các bạn coi được. Đó, vườn đậu rồng rất là tốt luôn. Đó, mình sẽ đi quay vòng vòng cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, mình đang có mặt tại một cánh đồng trồng rất là nhiều loại cây các bạn. Đây, đây mình sẽ đi review cho các bạn xem nha. Đây các đố các bạn biết là đây là cây gì? Các bạn biết không? Đây mình sẽ đi quay cho các bạn xem nha. Buổi trưa là rất là nắng luôn các bạn. Đó các bạn xem nè. Đó. Buổi trưa trời rất là nắng luôn. Đó mình quay xung quanh cho các bạn xem nha. Đó, toàn bộ xung quanh cái đồng luôn các bạn. Đây các bạn. Đó, xung quanh là trồng đây là củ bình tinh các bạn. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Người ta trồng được 4 hạt các bạn. Đó, cây củ bình tinh các bạn. Cái này người ta trồng đủ tháng thì người ta sẽ đào lên. Củ khi nào lớn các bạn, người ta sẽ khâm, người ta đào lên. Và người ta sẽ thu hoạch khoảng cũng 4-5 tháng các bạn. Trồng trong vòng 4-5 tháng. 4-5 tháng là mình thu hoạch. Đó, cái đồng bình tinh đi các bạn. Rất là rộng luôn các bạn.
Đó, cái này là cây bình tinh, củ bình tinh. Củ bình tinh ăn rất là ngon luôn các bạn. Mình ăn là mình ghiền luôn á. Đó. Đó. Ở đây người ta trồng được 5 hàng. Mỗi hàng là khoảng là 5 mét đó các bạn. Rất là rộng luôn. Đó, phía trước là nhà người ta đó. Rất là dài luôn. Đó, hôm nay mình có dịp đi ngang cánh đồng, mình quay cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, còn bên đây là củ chuối các bạn. Củ chuối nó khác cái củ bình tinh ở chỗ là nó có cái màu tím. Đó, các bạn xem nè. Củ chuối nó khác củ bình tinh là nó có màu tím và cái lá nó to hơn cái củ lá bình tinh. Ở đây người ta trồng 2 hàng các bạn, được 2 hàng, rất là dài luôn. Đó các bạn xem nè, rất là dài luôn. Đó, ở đây là phía trước cánh đồng các bạn, cái đồng cỏ. Ở đây cỏ người ta trồng, người ta nuôi bò các bạn, người ta cắt cỏ hết rồi, giờ nó trống bóc luôn. Còn phía trước là một vườn cao su luôn. Đó, mình sẽ quay review tất cả toàn bộ cho các bạn xem nha. Đó, ở ở cuối phía này là một một dãy hàng củ chuối luôn các bạn. Đó các bạn xem nè, rất là dài luôn. Củ này ăn rất là ngon luôn các bạn. Đó, mình sẽ quay toàn bộ cho các bạn xem nha, toàn bộ cánh đồng luôn các bạn, rất là đẹp, xanh tươi luôn. Cái này trồng khoảng là 5-6 tháng là có thể thu hoạch được các bạn. Khi nào chờ củ chuối lớn là chúng ta có thể đào lên và có thể ăn được. Đó các bạn. Đó phía trước là nhà người ta các bạn. Vườn củ chuối. Đó vườn củ chuối. Bên đây là củ chuối. Đó các bạn, còn bên đây là cái vườn củ bình tinh. Rất là rộng luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Các bạn nếu yêu quý mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Rất là rộng luôn.